Người thương binh Việt Nam. Tổng hội và khu hội cựu tù nhân chính trị Việt Nam tổ chức một buổi gây quỹ nhớ người thương binh Việt Nam Cộng Hòa vào ngày Chủ nhật 19 tháng 3 năm 2017 từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều tại nhà hàng Thanh Thanh với chương trình xổ số trúng giải một chiếc ghế massage iFi do công ty Luraco sản xuất và tài trợ. Trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương tham dự. Mua từ 2 vé trở lên sẽ được gửi đến tận nhà theo đường bưu điện. Mọi chi tiết và bảo trợ xin liên lạc ban tổ chức.